Nghỉ lễ rồi, dọn dẹp thôi. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với lại Gác Của Khang. Và video hôm nay là một video dọn dẹp và một cái book tour ngắn ngắn nho nhỏ nhân dịp lễ 2 tháng 9. Mong mọi người sẽ xem hết. Đối với những ai chưa biết thì mình tên là Nguyễn Trung Khang, hay đây là kênh Gác Của Khang, một kênh về review sách, nói về cuộc sống cá nhân của một anh chàng rất là lười biếng, ra video lâu lâu mới ra được một video. Cho nên là rất mong mọi người sẽ, bên cạnh việc coi video thì cũng có thể vào trang cá nhân của Khang để đọc những bài review sách, hay là trên trang Goodreads của Khang mà Khang sẽ có đính kèm link cho các bạn tham khảo. Ok, quay trở lại với chủ đề nghỉ lễ thì lễ này các bạn sẽ làm gì? Có bạn nào đi chơi đâu đó thăm thú Sài Gòn không? Lễ mỗi năm thì Khang thường sẽ đi Dinh Độc Lập một cái thói quen á, nhưng mà đợt này thì quyết định là sẽ thức dậy sớm từ 6:30 sáng và dọn dẹp phòng luôn, và dọn dẹp cả mấy tiếng đồng hồ mới xong được hết tất cả những cái tủ cái kệ ở trong phòng này. Tuy rất là mệt nhưng mà được thấy sách sạch thì rất là vui. Làm sếp quần quật từ sáng tới giờ mà chỉ mới xong được cái những tủ sách thôi, là từ 6:30 sáng cho tới 9:30 rồi, 9:30 hơn rồi, và bây giờ còn cái tủ truyện tranh này nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến công đoạn cuối cùng, đó là tủ truyện tranh. Đây là cái ô chuyện tôi ngán nhất, không dám móc ra luôn. Từ tập 1 tới tập 102 rồi, nên là ok đây. Ok, và đã xong rồi. Từ 6:30 sáng tới bây giờ là 11 giờ hơn rồi, thì Khang mới dọn hết tất cả những cái tủ sách tủ truyện trong phòng của mình. Và mọi người đã thấy là phải thay đồ, đi tắm thay đồ luôn thì mới chịu được, rồi quá nóng rồi. Và bây giờ tới tiếp mục tiếp theo của video ngày hôm nay, đó chính là book tour, nhưng mà sẽ thiệt là nhanh thôi, chứ không có nói chi tiết từng cuốn ha. Cái đó sẽ dành cho một video sau để cái clip nó không bị quá dài. Ok, bắt đầu thế nào. Đây chính là cái kệ đầu tiên. Thì cái kệ này chủ yếu là để một số cái đồ như là board game nè, hay là chưa bóc siêu nữa, cái này quà tặng nữa mọi người. Giống như là cái kho nhỏ nhỏ vậy đó, một số đồ dùng cá nhân, một số cuốn sổ xài rồi, tài liệu học nhưng mà ít tham khảo tới thì cũng sẽ để đây, hoặc là sách đó sẽ pass lại cho những bạn cần. Cái này là sách để làm quà tặng. Ok, tới cái ô trên này là ô văn học Việt Nam, một số cái tác giả Việt Nam. Đây là một trong những cái cuốn sách mà Khang thích nhất ở trong cái kệ này, đó chính là Ba Phút Sự Thật của Phùng Quán. Ok, đó chính là một số cái sách. Đây có Đặng Hoàng Giang nè, sắp tới mấy Đặng Hoàng Giang sẽ phối hợp với lại nhà xuất bản khác để ra lại cái bộ sách này, Thiện Ác Smartphone, Bức Xúc Không Là Tha Vô Can, Đại Dương Đen, vân 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 vân, những cuốn sách của bác là sẽ làm lại hết đó. Đây chúng ta có Hồ Xuân Hương, Nhật Ký Trong Tù, Chuyện Kiều, Tắt Đèn, Những Ngày Thơ Ấu, hay là Chí Phèo. Đây, Khang cũng có một số cuốn của bác Nguyễn Nhật Ánh. Ở đây có Chuyện Cổ Tích Việt Nam, Chuyện Cổ Tích Việt Nam, để cho em gái Khang có cần thì nó cũng sẽ đọc, tại vì bạn là giáo viên mầm non. Đây có một cái sách về board game của chị Mận Anh Toàn. Xuống dưới này là một số sách về nghệ thuật, nhiếp ảnh hay là sách tranh. Đó, Khang có 100 ý tưởng nghệ thuật, 100 ý tưởng nhiếp ảnh, những câu chuyện nghệ thuật, một số sách nghiên cứu về nghệ thuật, sách khoa học về nghệ thuật, thư nhớ thời bao cấp, một số tranh. Này là cái số sách về ẩm thực đường phố. Đây là một cái tập nhỏ nhỏ về kỷ niệm một năm Khang chơi máy ảnh phim. Khang cũng để đây. À dạ. Năm tôi lớp 12. Ok, qua tới đây là một số sách về truyền thông và thiết kế. Sau thế nào đẹp ra sao, con đường trở thành freelance writer. Còn trên này Goldie Roger sẽ là một cái khu sách về sách minh họa, sách thiếu nhi, như là những cái sách ảnh, sách tranh về Sài Gòn này, Việt Nam nè. Ở đây sẽ có những sách, cái sách minh họa thiếu nhi, truyện thiếu nhi. Đây thì Khang cũng rất thích coi, thích đọc để có những cái cảm hứng hay là ý tưởng sáng tạo nào đó. Ok, một số ảnh phim, một số tranh vẽ. Ok, chúng ta sẽ tới cái kệ tiếp theo, đi từ trên xuống dưới nha mọi người. Ở hàng trên cùng là một số sách mà Khang được mọi người tặng.
thường thì mọi người tặng là sẽ ghi những cái lời gì chúc hay là những cái gì trong đó, nên là Khang sẽ để trên này hết một lần để nhìn lên là biết ai tặng, như là phân biệt được, không có lẫn lộn với những cái sách khác đó. Thì đây là những cái sách mà Khang được tặng là ở trên này. Đây là để một số cuốn art book của One Piece, truyện tranh. Ok, kệ này thì nó hơi tùm lum tùm la hết, nhưng mà nên là chỉ lướt qua vậy thôi. Cái kệ mà trung tâm nhất là đi vô cái thấy liền luôn sẽ là kệ văn học nước ngoài, chủ yếu là văn học nước ngoài thôi, kinh điển văn học nước ngoài. Đây, Lolita, Suối Nguồn, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Cuộc Đời của Pi, Đại Gia Gaspar, hay là Đường Xưa Mây Trắng, Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ, Bá Tước Monte Cristo, Lâu Đài của Frank Kafka, Không Gia Đình, Mario Puzo là Có Bố Già, đây là cuốn Ngựa Ô Yêu Dấu, vậy đúng rồi, Gọi Em Bằng Tên Anh, hay là Giết Con Chim Nhại, Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Rồi Biến Mất, Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao, Chúa Rồi, Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây, Chuyện Ở Nông Trại, Tôi Tranh Ngồi Bên Cửa Sổ, Của Chuột Và Người, Điều Kỳ Diệu Tỷ Độc Hóa Namiya, Ông Già Và Thằng Bé. Bên đây là một số cuốn sách nhỏ nữa, mọi người thấy là Hoàng Tử Bé, Ông Già Biển Cả nè, Chuyện Con Mèo Và Hải Âu Bay, Chuyện Con Ốc Sên Muốn Biết Vì Sao Nó Gặm Chạp, Cánh Bướm Đỏ Thẫm. Một cái này tôi đọc không thích nha, mọi người nói là kinh điển của văn học, kinh điển của Nga thì phải, phải không ta? Hay không nhớ, nhưng mà Khang đọc không thích cuốn này. Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối và Siddhartha. Còn đây là một bộ Harry Potter, Một Câu Châm Ngôn của Rio Book mà Khang rất thích. Dốt đến đâu đọc lâu cũng đỡ, đỡ thôi nha, chứ không hết. Đây là một cái món quà, đó là một cái kẹp sách có tên của Khang, này là quà sinh nhật của Khang thôi. Mọi người thấy cái tên không? Đó. Để cho cô công chúa cầm. Rồi, tới kệ sách dưới cùng là một kệ sách về khoa học xã hội, khoa học nói chung, triết học, xã hội học, là những cái sách mà Khang rất là thích và là Khang đọc rất là nhiều ở cái khu này. Nói chung là nghiên cứu những vấn đề về xã hội nói chung. Thì có, đầu tiên là có Sapiens, này là cuốn Sapiens cũ đó, cái nó đọc hai lần nó rồi, nó hơi cũ rồi, đây, nó mất màu luôn rồi. Đó. Thì gần đây nó có ra một cuốn Sapiens mới thì Khang có mua để đây, đây. Bắt đầu bằng Sapiens, kết thúc cũng bằng Sapiens. Ngoài ra thì một số cuốn sách về xã hội học ở đây. Ở đây có triết học, nghiên cứu xã hội nè. Đó, một số cuốn sách. Cái này đọc lên chắc nhiều người sẽ ít biết, chỉ có những bạn nào học xã học thì chắc sẽ biết nhiều những cái cuốn này, như Khế Ước Xã Hội nè, cuốn Hai Mặt Về Gia Đình mà Khang có nói rất là nhiều, cuốn Cô Bé Ngón Tay mà Khang đã có nói mà chưa có review đó, Đường Đến Bờ Rạ, Luận Về Biếu Tặng đó, vân vân. Thì đây là cái ô về sách khoa học xã hội. Qua tới ô bên này sẽ là một số cái sách ngoại văn, đương nhiên là chưa đọc đâu. Có những cuốn đã đang đọc lỡ dở rồi, nên chủ yếu là Khang mua về để Khang học đọc tiếng Anh cho nó tốt. Thì để có những cái cuốn của Oxford, nó có chia level để mọi người có thể đọc, và có những cái tác phẩm khá là nổi tiếng, David Copperfield, Frankenstein, hay là The Little Princess. Ở đây Khang có Của Chuột Và Người phiên bản tiếng Anh nữa nè. Ở đây là Hai Bạn Nhầm Dưới Đáy Biển, và này là cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer của Mark Twain. Ồ. Thì đây là một cái ô, cái khung sách về ngoại văn. Rồi, qua tới bên này Khang tạm gọi là ô chờ đọc. Đây là những cuốn sách mà Khang mua và Khang xếp theo những cái thứ tự ưu tiên để chuẩn bị đọc kế tiếp. Riêng cái này thì đó là những cuốn sách của Haruki Murakami. Đọc rồi, đọc ở trên không giờ là đọc rồi. Thì để đây cho, tại vì hết bên kia hết chỗ để của văn học kinh điển và học nước ngoài rồi. Một cuốn xã hội học của DK, một cuốn sách bìa xoắn rất quan trọng đối với Khang. Ok, xuống này là những tựa sách mà chờ đọc hoặc là đọc rồi mặc drop và có khả năng đọc lại. Cuốn Pháo Đài Số này đọc rồi, tại vì nó bự nên để đây. Mở Khóa Vũ Trụ, mua trong đợt xả kho thì phải. Thì được review rồi, nó cũng khá là hay về vũ trụ. Với là Khang có một người bạn rất là thích đọc về vũ trụ nên Khang sẽ đọc. Rồi nếu mà được thì Khang sẽ tặng lại bạn Khang cuốn này nếu thấy nó hay. Lược Sử Tương Lai, một cuốn sau đó của Sapiens, Lược Sử Loài Người.
bộ 3 Chiến tranh và Hòa bình, Khang mua đợt vừa rồi, mua một đống văn học kinh điển. Thì Khang có mua cuốn này và chắc chắn là Khang sẽ đọc tới nó trong thời gian rất gần đây thôi. Khang đang rất là nôn để đọc cuốn này, tập cái bộ sách này. Thằng Gù, Nhà thờ Đức Bà, Những tù nhân của địa lý là Khang có đọc được một nửa rồi, nhưng mà Crop là chắc chắn sẽ đọc lại. Những ngày vàng của Herbert Bela, Chủ nghĩa thực dụng quá khó đọc, tại vì mình chưa có đủ cái tầm để hiểu hết cái cuốn này của William James, cho nên là sẽ đọc lại, mặc dù có nốt rất nhiều, nhưng mà thật sự là có nhiều điều khó hiểu. Đây là một cuốn khá là hay mà mấy nay Khang tìm được ở trên đợt sale của Tiki, nó chỉ còn có 30 mấy ngàn thôi, là Cái tôi trong tương tác xã hội của Evan Goffman. Bạn nào mà học xã học, nghiên cứu xã học thì rất phải biết cái ông Evan Goffman này, chắc chắn luôn, tại vì trong xã học đại cương có nhắc tới ông này. Lý do thực tiễn của Bill Bourdieu, sự thống trị của nam giới của Bill Bourdieu cũng là dân xã học, khái niệm trong văn hóa xã hội, khái niệm văn hóa trong khoa học xã hội, một cuốn của thầy Lê Minh Tiến dịch. Bí ẩn tuổi thơ, đây có cuốn gì đây, tâm lý học đám đông. Khang quay màn hình lại cho mọi người dễ thấy ha. Đây, chúng này có Vì sao Phật giáo giàu chân lý, nghiên cứu phân tâm học, nhất thể và phân tách. Đây là những cái cuốn tâm lý học. Giáo dục Việt Nam và Phần Lan, cuốn này đọc rồi, nhưng mà tại vì tìm được một cái bản sách gốc của nó, đó là đọc bản photo của từ thầy. Thầy là người viết cuốn này, thầy Khang là thầy Nguyễn Khánh Trung, là thầy đang hướng dẫn cao học cho Khang luôn. Thì thầy là người viết cuốn này. Đó, thầy nghiên cứu cái chủ đề này. Nhưng mà thầy chỉ có tài liệu in lại photo thôi, nhưng mà may là bữa Khang đi nhà sách thì Khang thấy được cuốn này ở trong một hốc kẹt nào đó. Khang mua được. Ở đây là có các thành tố của gia đình cũng săn sale, có 50 mấy ngàn thôi, và cái đọc cái tiêu đề rất là hấp dẫn, cái mục lục rất hấp dẫn. Cuộc cách mạng ngược trong khoa học, cái lý thuyết về học tập cho tuổi thơ. Hay Khang có Bất phục tùng của Thoren, là người viết Một mình sống trong rừng á, quay đền Một mình sống trong rừng. Ở đây có John Dewey. Ở đây Khang có lịch sử hội sách Frankfurt, là Khang được Omega Plus tặng cái đợt mà có đăng ký là tặng sách cho những người mà có làm những cái việc làm lan truyền văn hóa đọc á, thì Khang được tặng cuốn này. Cuốn lịch sử vú, cuốn này là trong đợt săn sale của phụ nữ. Emily hay là Về giáo dục, cuốn này Khang được, Khang mua sách cũ luôn, tìm được nó rất là thích. Khám phá các tôn giáo, ok, đây là cái. Còn dưới này, trên kia chủ yếu mọi người sẽ thấy là khoa học xã hội nhiều, dưới này là sẽ là văn học nhiều hơn. Đó, có Sherlock Holmes, có tuổi thơ dữ dội, chắc chắn sẽ đọc trong thời gian sắp tới. Có cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, đọc được một xíu rồi. Có cuốn của ông Nhất Linh, cuốn bướm trắng, nhật ký Đặng Thùy Trâm, hiểu cơ thể khi uống thuốc, đối thoại với thượng đế, bắt trẻ đồng xanh không thấm nổi, cho nên để đây. Nam nữ bình quyền đã đọc rồi. Forrest Gump, những tội ác chứa danh. À, cuốn này rất là đặc biệt nha, tại vì lúc đầu Khang không biết về Alexandre Dumas, nhưng mà gần đây Khang đọc Bá tước Monte Cristo thì Khang phát hiện ở trong nhà Khang có cuốn này. Khang có cuốn này lâu rồi, nhưng mà Khang không để ý cái tên tác giả. Thì sau khi Khang ghiền Bá tước Monte Cristo quá, hôm nay dọn sách thì mới thấy được cái cuốn này, những tội ác chứa danh. Cuốn này Khang được không đồng khi mua sách cũ. Ok, bên đây một số cuốn sách nữa. Đó, chính là về tủ sách. Ok, và ngay trên cái giường ngủ luôn, cái chỗ nằm ngủ luôn, sẽ là những cuốn sách đang đọc. Này là đợi đọc, còn này là đang đọc. Thì đang đọc Dài Cui Kia thì có Nền Nhân Trị Mỹ, Liên Minh Sai Lầm, Ngô Đình Diệm, Mỹ và Số Phận Nam Việt Nam. Kênh là cuốn nhật ký. Ở đây Khang có Quay Đền Một Mình Sống Trong Rừng của Henry David Thoren. Và cuốn đang đọc nữa đó chính là Bức Tranh Của Dorian Gray của Oscar Wilde. Thì thường thường Khang sẽ đọc song song rất là nhiều sách, chứ Khang không có đọc hết một cuốn rồi mà đọc cuốn kia, nhất là những cuốn khoa học xã hội hay là những cuốn về triết học đó, là Khang sẽ đọc xen kẽ, trừ những cuốn như là tiểu thuyết hay là gì Khang mới đọc một mạch thôi. Còn những cuốn về nghiên cứu xã hội, khoa học xã hội là sẽ đọc xen kẽ, chứ không có đọc một lần hết luôn. Ok. Còn tiếp theo, cuối cùng chứ, là tủ truyện. Tủ truyện lướt một cái ha. Trên cùng là sẽ có Khi Tế Bào Làm Việc, một cuốn sách truyện tranh rất là hay, nói về những tế bào trong cơ thể khi mà nó được nhân hóa lên như một con người đó, như một cái nhà máy. Cô Dâu Thảo Nguyên, Aegean. Thì nói chung là chuyện thì cũng không khác gì mấy so với clip gần nhất Khang làm. Chỉ có bán bớt đi thôi chứ không có mua thêm nhiều. Trừ One Piece. Đây, One Piece thì mua đủ. Đó.
Ok, phía trong đây là bộ mà truyện tranh Khang rất 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 là thích. Đây chính là Thám tử Đường danh Kim Dai Chi. Đây là một trong những bộ truyện mà là nguyên nhân dẫn Khang đến với lại sự thôi thúc đọc Bá Tước Monte Cristo. Thì trong đây có một vụ án là lấy cái nền của Bá Tước Monte Cristo để làm cái để viết lên cái vụ án đó, rất là hay ha. Đây chúng ta sẽ có bộ Fullmetal Alchemist, kinh điển trong manga luôn. Ikigami, một chủ đề rất là xã hội. Ikigami thì nói về nếu mà bạn chỉ còn có một vài tiếng đồng hồ để sống thì bạn sẽ là một con người như thế nào. Thì Ikigami nó sẽ bóc trần những sự thật đó cho chúng ta sẽ thấy. Người bà tài giỏi vùng Saga, một ấm áp, vui vẻ, dễ thương. Nếu mà không phải Doraemon thì chắc chắn đây sẽ là tựa truyện tranh mà Khang sẽ cho con cái và những bạn nhỏ đọc. Oren, một câu chuyện tình yêu. Đây là một câu chuyện về nhĩ đầm, khá là thú vị. Đây, một tựa sách nữa, một tựa truyện nó Khang rất là thích, đó là Haikyuu, tựa sách về bóng chuyền. Bên trong sẽ có Banana Fish, đã drop rồi tại vì không có thời gian để mua nữa, nhưng mà rất rất là muốn mua tiếp. Ký sinh thú và Pokemon, những tập đầu. Khang chỉ thích những tập đầu thôi. Những cái tập mà đầu đầu tới khoảng tập mười mấy là Khang mới thích, sau đó là Khang không có coi nữa. Rồi, bên đây là một tập nha, một số cuốn one shot. Ok, và cuối cùng ở dưới này, hơi khó thấy. Một số băng cassette, trong khi mọi người thấy Death Note đúng không? Rồi Blue Beret, một cuốn truyện tranh, một bộ truyện tranh về vẽ, về hội họa. Còn Death Note. Rồi đây, ở đây có Hikaru về cờ vây, kỳ thủ cờ vây. Và đây cũng có một cái bàn cờ nhỏ nhỏ. Ok, nãy giờ Khang đã lướt qua hết tất cả những cái kệ sách có trong phòng của Khang rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và cuối cùng thì rất là cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình để chuẩn bị cho những cái ngày làm việc sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau về review sách, hay là mọi người có muốn review cuốn sách nào, hay hỏi về cuốn sách nào, hay là bàn về chủ đề nào, hãy cùng để lại những cái phần bình luận cũng như là like, share cho Khang để Khang có động lực làm video nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.